Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Stiebel Eltron Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu máy nước nóng trực tiếp của Stiebel Eltron mang cái mã hiệu là XGLP 45 EC. Đối với cái dòng máy nước nóng trực tiếp XGLP 45 EC này là một cái mẫu máy nước nóng trực tiếp với công suất là 4500W. Và sản phẩm này thì nó cũng có đi kèm cho chúng ta một cái bơm trợ lực ở bên trong máy. Sản phẩm này thì nó có cái chất liệu vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa ABS cao cấp và màu trắng. Còn đối với tay sen và thanh trượt thì nó sử dụng chất liệu nhựa mà chrome nhìn rất là sáng bóng và sang trọng. Mẫu này thì nó có cái thiết kế thanh đốt và bầu đun chất liệu bằng đồng, giúp cho cái tốc độ làm nóng và độ bền bỉ của cái sản phẩm này nó cao hơn so với các thương hiệu khác. Và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm được cho ra mắt vào cuối năm 2022 và mẫu này có xuất xứ ở Thái Lan và thương hiệu Stiebel Eltron này là thương hiệu của Đức. Các bạn cũng sẽ thấy cái linh kiện bên trong của nó, cái chi tiết về sản phẩm rất là cao cấp và hiện đại. Và sản phẩm này thì hiện tại thì đang được bán tại đại lý Stiebel Eltron Tuấn Đức. Để các bạn quan tâm có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.